đầy sông núi, anh em ta đắp đầy sông núi, quyết bảo vệ giang sơn ta phải chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ dân dân ta phải chết cho quê hương. Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 1 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2072 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây. Nguyễn Phú Trọng và 15 văn kiện ký kết khiến Việt Nam phải hoàn toàn thần phục Bắc Kinh. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tuyên bố nhân quyền Việt Nam vẫn rất tồi tệ. Cộng sản Việt Nam ngăn cấm các nhà hoạt động tôn giáo đến gặp đại sứ lưu động đặc trách tự do tôn giáo của Hoa Kỳ. Cô Phạm Thanh Nghiên bị cấm xuất cảnh. Tiểu thương chợ Tân Hiệp Kiên Giang phản đối công an xã đến dỡ chợ. Ông John Kerry tới Việt Nam lần cuối trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao tương lai của Hoa Kỳ bắn phát pháo đầu tiên tấn công Bắc Kinh. Theo mô hình Nga, chính quyền Hungary sẽ triệt tiêu các tổ chức dân sự đối lập. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Minh Nguyệt và Hướng Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Thế giới tuần qua, tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ đúc kết một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình, chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Hải Nguyên phụ trách với phần cuối chủ đề Kinh tế Việt Nam sẽ ra sao với sự cáo chung của Hiệp định TPP. Vẫn với vị khách mời là ông Nguyễn Bá Lộc, một chuyên gia về kinh tế. Và sau cùng như thường lệ thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục hưng Việt Nam đầu cầu South Carolina, Hoa Kỳ, đồng thời để vinh danh anh Trần Vũ Anh Bình, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Minh Nguyệt và Hướng Dương trình bày sau đây. Chiều 12 tháng 1 năm 2017, tại Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng đã ký với Tập Cận Bình 15 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam với Trung Cộng. Người dân Việt Nam không hề biết nguyên văn nội dung của 15 văn kiện hợp tác này thế nào, nhưng qua bản tóm tắt, người ta thấy rõ đây chính là 15 cam kết buộc Việt Nam phải thần phục Bắc Kinh. Trong đó có những điều điển hình như thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa hai đảng Cộng sản. Qua đó, Trung Cộng sẽ đào tạo các thái thú bản xứ, làm tay sai cai trị nhân dân Việt Nam. Hợp tác tài trợ dự án và cho vay song phương trung hạn và dài hạn, giai đoạn 2017-2019. Qua đó, Cộng sản Việt Nam đã đầu phục để hoàn toàn sống nhờ vào tiền của Trung Cộng. Hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Cộng đến năm 2025. Qua đó, Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt toàn thể quân đội ký bản đầu hàng đối với Bắc Kinh, rồi đến khung hợp tác cửa khẩu biên giới đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Cộng. Chính đây là bản văn tái xác quyết công nhận những vùng đất của Việt Nam đã bị lọt vào tay Trung Cộng là của Trung Cộng. Ngày 12 tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã công bố phúc trình về tình hình nhân quyền trên thế giới năm 2016. Phần nói về Việt Nam, phúc trình nêu rõ trong năm qua, Cộng sản Việt Nam đã thẳng tay vi phạm các nhân quyền cơ bản, khiến giới blogger và những nhà hoạt động nhân quyền bị công an đe dọa và sách nhiễu thường xuyên, đồng thời là đối tượng của các nhà tù. Human Rights Watch còn nhận định là các nhà tài trợ quốc tế lâu nay vẫn dành ưu tiên cho việc thương mại và quan hệ với Cộng sản Việt Nam, hơn là hỗ trợ những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền trong nước. Công an Sài Gòn được lệnh ngăn chặn các nhà hoạt động tôn giáo đến gặp ông Seth Burstein, đại sứ lưu động đặc trách tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đến Sài Gòn vào các ngày 13 và 14 tháng 1. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên của Hội đồng Liên Tôn cho biết, từ sáng sớm 13 tháng 1, ông đã bị 5-6 công an canh giữ, không cho ra khỏi nhà, đồng thời không có người khác tới thăm. Tại Vĩnh Long, ông Lê Văn Sóc, Phó Hội trưởng Trung ương Giáo hội, đồng Chủ tịch Hội đồng Liên Tôn, cũng đã bị cả một đoàn công an tới nhà, yêu cầu ông không được ra khỏi địa phương trong hai ngày 13 và 14 tháng 1, đồng thời đe dọa, nếu bất tuân, ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chiều tối ngày 13 tháng 1 năm 2017, cô Phạm Thanh Nghiên, một người đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền trong nước,
đã đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh để làm thủ tục xuất cảnh, hầu đưa bố chồng sang Bangkok chữa bệnh, đồng thời đi thăm hai người em bên chồng, một người vừa đột quỵ liệt nửa người, một người vừa bị tai nạn giao thông. Cô làm việc này thay cho chồng vì anh Huỳnh Anh Tú, chồng cô, không được cấp giấy tờ tùy thân. Mặc dù cô có đầy đủ giấy tờ hợp pháp để sang Thái, nhưng cô đã bị công an tại đây giữ lại và lập biên bản cấm xuất cảnh vì lý do an ninh quốc gia. Chợ Tân Hiệp tại Kiên Giang đã tồn tại 60 năm qua, nhưng cách đây mấy năm, Cộng sản Việt Nam đã xây chợ mới cách chợ cũ khoảng 1 km và buộc khoảng 300 tiểu thương ở chợ cũ phải di chuyển qua chợ mới, hàng chót là ngày 20 tháng 3 năm 2015. Nhưng các tiểu thương phản đối vì chợ mới ở xa khu dân cư, sạp thì nhỏ mà giá thuê lại cao, và có nhiều sự việc không hợp lý, không đúng pháp luật, nên đã khiếu nại lên huyện. Nhưng ngày 10 tháng 1 năm 2017 vừa qua, bất chấp chưa có lệnh của huyện, lực lượng công an xã đã đến tháo dỡ chợ cũ. Nhiều tiểu thương phản đối bằng cách đặt hai chiếc quan tài ở đầu chợ, nhưng công an đã cướp lấy và đem giấu. Tối 12 tháng 1, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tới Hà Nội để thăm Việt Nam lần cuối trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Sáng 13 tháng 1, ông đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Ông này đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường và mở cửa hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, đồng thời giảm thiểu các rào cản thương mại. Sau đó ông Kerry đến chào xã giao Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, rồi gặp Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng. Ngày 14 tháng 1, ông sẽ tới Cà Mau để gặp các chuyên gia sở tại về những vấn đề môi trường để bàn về việc quản lý hiệu quả nguồn nước và tài nguyên hệ sinh thái. Ông Rex Tillerson, Ngoại trưởng tương lai của Hoa Kỳ, trong một buổi điều trần trước Quốc hội, đã kêu gọi Hoa Kỳ phải buộc Trung Cộng chấm dứt ngay việc xây dựng các đảo nhân tạo tại Biển Đông và phải ngăn chặn Trung Cộng tiếp cận các đảo này. Lời kêu gọi này có thể sẽ thành hiện thực sau khi ông Donald Trump nhận chức Tổng thống. Sự kiện này khiến Trung Cộng phản ứng mạnh mẽ, đồng thời cảnh báo rằng mọi hành động theo ý hướng của ông Tillerson buộc phải dẫn đến một cuộc đụng độ quân sự đầy thảm họa giữa hai nước. Tuyên bố của ông Tillerson cho thấy chính quyền Donald Trump sẽ thay đổi toàn bộ chính sách đối đầu với Trung Cộng được thực hiện suốt 40 năm qua kể từ thời Tổng thống Nixon. Chính quyền Hungary của Thủ tướng Orbán Viktor bắt chước phương cách của Nga đang chủ trương thẳng tay tiêu diệt các tổ chức dân sự có chiều hướng đối lập, bất chấp những cuộc đấu tranh của chính phủ công nhận rằng họ không hề vi phạm pháp luật. Các tổ chức xã hội dân sự này lo ngại rằng chính sách mới của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, chủ trương không quan tâm bảo vệ những quốc gia khác, sẽ khiến chính quyền Hungary không còn trở ngại trong việc xóa sổ các tổ chức xã hội dân sự theo mô hình của Nga. Kính thưa quý thính giả, liên tục chương trình là chuyên mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên cả đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Ông cũng là phó chủ tịch Đảng Tân Đại Việt và đã từng giữ nhiệm vụ trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Hải Sơn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Thưa ông, có mấy sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần qua? Trước hết là sự kiện Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cùng với một phái đoàn doanh nhân hùng hậu đã đến Manila hôm 12 tháng 1 trong chuyến công du 2 ngày trước khi bay sang Úc, Indonesia và Việt Nam. Theo tin tức, mục tiêu của chuyến công du này là trao đổi quan điểm về các vấn đề song phương và cấp vùng, cũng như để thảo luận một cách chân thật phương thức củng cố hòa bình và ổn định khu vực. Ông có nhận xét gì về chuyến công du 4 nước này của ông Abe, thưa ông Nguyên? Thưa Nãi Sơn và thưa quý vị, ông Abe đã bắt đầu chuyến đi thăm 4 nước, là nước đầu tiên là Phi Lực Tân, kế đó là Úc, và sau đó là Nam Dương và Việt Nam. Trong cái vấn đề củng cố quan hệ song phương, quan hệ vùng và vấn đề ổn định khu vực, những yếu tố bắt buộc ông Abe là phải năng động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là bởi vì Nhật Bản là một nền kinh tế đứng hàng thứ ba, là một cái cường quốc ở tại chỗ giống như Trung Quốc. Trong khi đó thì ông Trump sắp lãnh đạo Hoa Kỳ và ông có cái chủ trương là ít can thiệp bên ngoài và muốn thu mình trong vấn đề mà quốc phòng ở trên thế giới, muốn rằng các nước tự tăng cường để mà gánh vác cái trọng trách về quốc phòng. Trong khi đó thì Trung Quốc tiếp tục là trừng lên để đe dọa cái hòa bình ở cái vùng châu Á Thái Bình Dương. Những cái nước ông đi qua thì chúng ta điểm qua thấy là nước Úc và Nam Dương thì là những nước giàu mạnh và có khả năng. Úc thì
tuy không đông dân nhưng mà giàu mạnh. Nam Dương là một quốc gia lớn, đông dân và khá mạnh. Trong khi đó, Phi Luật Tân và Việt Nam là những quốc gia trong cuộc, trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bị xâm hại bởi sự trừng lên của Trung Quốc. Do đó mà Phi cũng như là Việt Nam có cái nhu cầu cần được bảo vệ, cần tiếp sức. Và chính nước Nhật là cái nước bị Trung Quốc đe dọa trong khi mà Trung Quốc đang trừng lên. Do đó Nhật đóng hai cái vai trò thứ nhất là lãnh đạo cái khu vực, và vai trò thứ hai là phải kiểm soát cái sự dùng lên của Trung Quốc. Phi Luật Tân tuy là muốn xa Mỹ nhưng mà qua những cái sự tiếp xúc với ông, đón tiếp ông Abe thì thấy họ rất là muốn gần với Nhật. Trong khi đó thì Nhật muốn giúp những quốc gia trong vùng là cũng để củng cố và nâng cấp quốc phòng. Thì có thể nói rằng là cái tư thế của Nhật là quốc gia tại chỗ, trong khi Hoa Kỳ là một quốc gia ở nửa vòng thế giới và ít muốn can thiệp. Do đó chính nước Nhật phải lo tự bảo vệ mình và tìm đồng minh để mà kiềm chế Trung Quốc, vậy thưa anh. Vâng, trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong buổi phát biểu tại Đại học Kỹ thuật Sư phạm ở Sài Gòn ngày hôm qua, thứ Sáu, 13 tháng 1, nói rằng việc thay đổi chính quyền sắp tới của Hoa Kỳ sẽ không ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa hai nước, và rằng hai nước chia sẻ các giá trị chung mà những giá trị đó không thể thay đổi khi có lãnh đạo mới. Ông Nguyên có nhận xét gì về chuyến đi sau cùng đến Việt Nam của ông Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm ạ? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, có thể nói là chuyến đi này tuy là cả hai bên đều cần Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ, nhưng bên phía Việt Nam cần chuyến đi của ông Kerry nhiều hơn là bên phía Hoa Kỳ, trong khi bên phía Hoa Kỳ thì ông Kerry cũng như là ông Obama sắp bước ra khỏi chính quyền. Thì có thể nói rằng là trên danh nghĩa ông Kerry đi để hướng dẫn cái việc chuyển đổi êm thấm giữa chính quyền ông Obama và chính quyền ông Trump đối với vấn đề Việt Nam, hướng dẫn Việt Nam trong vấn đề mà tiếp xúc với chính quyền mới, cũng như một cái vai trò thứ hai là nhằm khẳng định là Hoa Kỳ vẫn muốn có cái quan hệ tốt với Việt Nam dù là chính quyền Obama hay là chính quyền của ông Trump. Nhưng mà cùng một lúc có hai chuyến đi, ông Kerry vào Việt Nam và ông Trọng qua Trung Quốc, thì chúng ta có thể nói là đây là cái sự đi dây của phần phía Việt Nam. Và cái sự đi dây này trong cái lúc này thì có thể nói là 4-6, tức là chuyến đi của ông Kerry chỉ có trọng lượng 4, nhưng mà chuyến đi ông Trọng qua Trung Quốc có trọng lượng 6. Chuyến đi của ông Trọng qua Trung Quốc cho thấy rằng là Việt Nam muốn nghiêng sâu hơn vào Trung Quốc, và Cộng sản Việt Nam muốn được tiếp tục nắm quyền bằng mọi giá, cho nên muốn ve vuốt Trung Quốc để mà Trung Quốc nuốt Biển Đông nhanh hay là nuốt Biển Đông chậm. Và cái sự ve vuốt để mong rằng là Trung Quốc nuốt Biển Đông chậm, miễn là Trung Quốc ủng hộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nắm quyền. Trong khi đó thì chuyến đi của ông Kerry là nhằm mục đích đó, là đánh tan cái sự mơ hồ của bên phía Việt Nam hay là sự nghi ngờ của phía Việt Nam nếu có về cái chính quyền mới của ông Trump. Do đó thưa anh thì có thể nói là đây là một cái sự đi dây của Việt Nam, và đây cũng là một cái sự gọi là giữ Việt Nam trong cái mối quan hệ tốt với Hoa Kỳ của bên phía Hoa Kỳ, dạ thưa anh. Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý vị theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên điều hợp. Vâng, xin nhận lời cho anh Hải Nguyên. Cảm ơn anh Hải Sơn. Thưa quý thính giả, Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này, chúng tôi xin được thảo luận tiếp với diễn giả Nguyễn Bá Lộc về hậu quả của việc Hoa Kỳ hủy bỏ Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương đối với Việt Nam, cũng như viễn ảnh của kinh tế Việt Nam sẽ ra sao với một nước Mỹ do ông Donald Trump lãnh đạo. Ông Nguyễn Bá Lộc
là một chuyên gia kinh tế, nguyên giảng viên Đại học Cần Thơ và từng phục vụ tại Bộ Kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Ông hiện là Hội trưởng Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Bá Lộc tham dự buổi thảo luận hôm nay từ Orange County, miền Nam California, Hoa Kỳ. Vâng, kính chào ông Nguyễn Bá Lộc và hân hạnh được tiếp tục trò chuyện cùng ông. Trong chương trình tuần trước, ông đã trình bày qua về vấn đề vai trò và trách nhiệm của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế thế giới. Hôm nay xin được tập trung thảo luận về TPP. Chúng ta đều biết Việt Nam rất mong hiệp định này được thực thi. Vậy theo ông, Việt Nam có những lợi gì khi TPP được thực hiện thưa ông? Thưa quý vị, tôi xin tiếp theo cái phần của Việt Nam với TPP, còn thị tướng và trình bày Hoa Kỳ, nhất là tổng thống Hoa Kỳ với TPP tương lai của nó. Thì bây giờ quẹo qua Việt Nam thì như quý vị biết là TPP nó ảnh hưởng cho 12 thành viên, trong đó có Việt Nam. Theo các nhà nghiên cứu trước kia chúng tôi cũng nói đó, thì TPP nước mà có lợi nhất là Việt Nam. Có nhiều người cho rằng cái nước mà ít lợi nhất là Hoa Kỳ, nhưng mà thực sự họ chỉ nhìn khía cạnh kinh tế thôi. Bây giờ nhìn nhiều cái khía cạnh mà qua cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump thì sự vận động mạnh mẽ của nhiều các thành viên khác đều rất là lo lắng. Thì trong đó có chính quyền Việt Nam cũng rất là lo lắng. Lo lắng là tại vì nếu không có TPP thì Việt Nam đang ở trong cái tình trạng rất khó khăn, mà hy vọng của mình nó tắt ngấm thì cái nền kinh tế của Việt Nam nó sẽ rất khó khăn, mà hiện nay nó đang gặp khó khăn. Mà những cái vấn đề đó từ Việt Nam, trong cái nguyên trạng hiện nay kinh tế Việt Nam không thoát ra khỏi được. Thành ra Việt Nam vẫn hy vọng rằng TPP giúp cho Việt Nam là gia tăng đầu tư với nhân công rẻ, gia tăng đầu tư ngoại quốc với xuất cảng tăng gấp đôi trong 10 năm, với những cái viện trợ nhiều hơn, với cái thị trường được mở rộng của khối thế giới, nhất là của Mỹ và Nhật, và với viện trợ kỹ thuật, những cái hướng dẫn và quản lý và những cái điều chỉnh về xã hội, về môi trường, về chống tham nhũng, v.v. Thì những cái đó nếu mà không có TPP thì Việt Nam không cải thiện được. Và 30 năm qua đình sình cho tới ngày hôm nay, kinh tế Việt Nam vẫn sụt. Thì không có TPP thì hy vọng đó không lên được. Mặc dù chính quyền Việt Nam nói là không có TPP thì cũng theo con đường cũ, là cũng xuất cảng, cũng đi kênh. Nhưng mà cái đó là câu nói đại vậy thôi, chứ thật sự đó, kinh tế Việt Nam mà không có một cái mô hình, một cái sự giúp đỡ, một thay đổi mạnh mẽ như TPP thì kinh tế Việt Nam cũng sẽ lình sình và sẽ gặp khó khăn trong tương lai. Thưa ông Lộc, ông có thể trình bày rõ hơn về các thiệt hại mà Việt Nam sẽ phải gánh chịu nếu hiệp định TPP này không được thực thi, thưa ông? Nếu TPP mà không được chính phủ Hoa Kỳ thực thi, tức là cả khối không thực thi nữa, thì bởi vì nếu Hoa Kỳ không có thực hiện TPP thì cả Nhật rất là cố gắng trong mấy tuần vừa qua, nhưng mà ngay cả Nhật và 11 nước còn lại cũng không đủ sức để mà thực hiện cái TPP, bởi vì Hoa Kỳ đóng vai trò chính và cái khả năng kinh tế của Hoa Kỳ rất lớn. Và chúng ta biết rằng TPP là một cái hiệp định kinh tế là partnership, tức là hợp tác với nhau để cùng có lợi, và hợp tác với nhau để phát triển kinh tế, và hợp tác với nhau để tạo ra một vùng an ninh và tạo ra một cái xã hội là bạn bè, là một cái cải tạo thiện về cái đời sống con người. Cho nên á, nếu Hoa Kỳ rút ra thì nó trở thành rất là khó khăn. Nhưng vô nghĩa TPP thì bây giờ nếu có thể có bốn cái trường hợp xảy ra cho Việt Nam nếu không có TPP, thì thứ nhất á, nếu mà TPP mà bỏ thì như tôi vừa nói là hoàn toàn là kinh tế Việt Nam nó sẽ lụn bại chiếc. Thứ hai là bây giờ nếu mà TPP mà bỏ một phần thôi được cải thiện, cái cải thiện đó nó cũng đòi hỏi Mỹ với Việt Nam phải ký cái song phương lại, bởi vì ông Donald Trump á, thì ông là thích cái hiệp ước song phương. Nhưng mà theo tôi đó thì cái hiệp ước song phương nó có giá trị của song phương là dễ thay đổi giữa hai nước, nhưng mà đa phương nó có cái tác dụng cao hơn, nó có một cái tinh thần hợp tác lớn hơn. Thành ra giữa dù ông Trump không có thay đổi cái chiến lược chiến thuật là ký song phương với Việt Nam thì trong đó có hai trường hợp xảy ra. Song phương trong cái trường hợp mà Mỹ Việt Nam cần quá, Mỹ đã phải ép Việt Nam phải sửa đổi những cái điều luật lệ lao động những ngày những nọ nhiều hơn, và những cái kiểm soát sản phẩm trí tuệ nhiều hơn, những cái thay đổi về cơ cấu xã hội nhiều hơn, thì lúc đó như nhu cầu là Việt Nam phải theo ký song phương với Mỹ với những cái giảm những cái điều kiện nữa mà Việt Nam phải theo. Thì cái thứ hai là cái song phương thứ nhì đó, theo các nhân tôi có thể là song phương hay là đa phương có điều chỉnh đó, có thể vì lý do chống Trung Quốc, biết đâu ông Tổng thống Trump đó, ông có thể ông thay đổi đối với Việt Nam,
không phải là ông thương Việt Nam, nhưng mà Việt Nam có thể trở thành một cái sự hợp tác, một partner tốt để chống Trung Quốc, thì biết đâu lúc đó cái tinh thần mà hiện nay chúng ta biết là ông Trump đã chống Trung Quốc rất là mạnh, thành ra Việt Nam trở thành một cái con cờ cái gì đó được Mỹ cho ưu tiên hơn nữa, thành ra biết đâu nó trở thành một cái điều tốt cho Việt Nam khi mà ký song phương. Và cái cuối cùng đó thì nếu mà bỏ hoàn toàn thì không có gì xảy ra nữa, thì Việt Nam nó trở thành một cái thuộc hoàn toàn về kinh tế với Trung Quốc nhiều hơn, và không phải Việt Nam mà nhiều nước ở Đông Nam Á sẽ bị kẹt trong cái vòng của kinh tế Trung Quốc và cái bá quyền Trung Quốc, và nhất là những cái vùng mà an ninh ở Biển Đông nó trở thành xấu hơn. Vâng, cho tới hôm nay thì nhiều tin tức cho rằng Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương này rất khó được tồn tại. Nhưng theo nhận định của ông, thì hiệp định quan trọng này có thể thực hiện được không, thưa ông? Thưa quý vị, thì thật ra cũng tôi vừa phân tích trên cái nguyên tắc và cái thực tế của 60 năm của hội nhập kinh tế, của cái nội dung quan trọng của TPP và của cái tình hình hiện nay, cái nhu cầu của thế giới về kinh tế, về an ninh, thì tôi không bi quan lắm là cái TPP sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ, mà có thể TPP được thay đổi, bởi vì các nhà chính trị quốc tế, các nhà kinh tế quốc tế đều nhận rằng nếu TPP hủy bỏ là một cơ hội tốt cho Trung Quốc, và ngay cả ông Lý Quang Diệu là một chính khách quốc tế rất lớn cũng có nêu ra ý kiến đó, là ông cho rằng nếu mà TPP không thực hiện gì hết thì tất cả, ngay cả nước Nhật, Đài Loan hay là Đại Hàn hay là các nước ASEAN sẽ bị ảnh hưởng ngay tới cái vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, là điều đó cần phải tránh, cả thế giới cần phải tránh. Thành ra không lạc quan lắm, nhưng mà cái không có bi quan là TPP sẽ tiếp tục được thảo luận trong giới chính phủ mới của Donald Trump, và với nhiều chuyên gia với cái nhìn rộng hơn, cao hơn, xa hơn, TPP sẽ thực hiện với một cái thế nào đó hay với một cái thay đổi nào đó, là để cho cái trật tự thế giới về kinh tế, nhất là về an ninh, về chính trị quốc tế, nó sẽ được ổn trong tương lai. Đó là một cái nhìn chung sơ khởi, nhưng mà cũng là một cái mong ước. Rất cảm ơn ông Nguyễn Bá Lộc đã dành cho đài qua hai kỳ hội luận. Xin hẹn ông vào những đề tài khác của chương trình. Cảm ơn anh Nguyễn và chào quý vị khán giả. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Kính thưa quý thính giả, một vị hoàng đế văn võ song toàn, nổi tiếng nhưng từ độ lượng, và là người ban hành bộ luật đầu tiên của nước Việt. Ngài được xem là một trong những vị vua anh minh trong lịch sử. Trong tiết mục danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Vua Lý Thái Tông của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh và Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Lý Thái Tông tên thật là Lý Phật Mã, còn có tên là Lý Đức Chính, con trưởng của vua Lý Thái Tổ. Ông sinh vào ngày 29 tháng 7 năm 1000 tại Kinh Đô Hoa Lư, Ninh Bình. Khi ấy, Lý Thái Tổ tức Lý Công Quẩn vẫn còn làm quan dưới triều nhà Tiền Lê. Năm 12 tuổi, ông được lập làm Đông Cung Thái Tử, được phong hiệu là Khai Thiên Vương. Thái tử Phật Mã nổi tiếng khắp kinh thành vì tấm lòng nhân từ, thông minh sáng suốt, đặc biệt văn võ song toàn và tinh thông lục nghệ. Trong thời gian làm thái tử, ông nhiều lần được cử làm tướng soái cầm quân đi dẹp loạn và đều lập được đại công. Năm 1028, vua Lý Thái Tổ Văn Hà chưa xong lễ quốc tán thì các hoàng tử là Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương đã đem quân đến vây thành Thăng Long để tranh ngôi vua. Sử sách Việt gọi biến cố này là Tam Vương chi loạn. Khi quân của Thái tử Phật Mã và quân của Tam Vương đối trận, thì phủ vệ tướng quân Lê Phụng Hiểu rút gương chém Vũ Đức Vương. Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương trông thấy liền sợ hãi rút quân bỏ chạy. Dẹp xong loạn Tam Vương, ngày 1 tháng 4 năm 1028, Thái tử Lê Phật Mã lên ngôi, tức vua Lý Thái Tông, đổi niên hiệu là Thiên Thành. Thái Tông đã khoan dung không trách tội hai em trai, trái lại còn phục chức như cũ. Vua Thái Tông lên ngôi hơn 15 năm, nhưng Chiêm Thành không chịu thông sứ và thường hay quấy nhiễu ở vùng biển, nên vào năm 1044, vua Thái Tông thân chinh cầm quân đánh Chiêm Thành. Quân Chiêm dàn trận ở phía nam sông Ngũ Bồ bị quân của Thái Tông tràn ngập. Quân Chiêm thua chạy, quân Việt bắt được hơn 5.000 người và 30 con voi. Tướng Chiêm là Quách Gia Di bị chém chết, vua Xạ Đẩu liền đầu hàng. Từ đó bờ cõi phía nam một thời gian dài, nhưng ở vùng biên giới phía bắc, họ Nùng giấy quân làm phản, tự xưng hoàng đế, lập quốc hiệu, xu quân quấy phá khiến dân chúng không được yên.
Thái Tông đích thân cầm quân dẹp loạn bắt được Nùng Tốn Phúc, giải về kinh trị tội, còn Nùng Tốn Phúc là Nùng Trí Cao giải thoát, xưng đế và đưa quân cướp phá đất Việt. Thái Tông cho quân vây bắt, bắt được Nùng Trí Cao nhưng thả chết, phong cho Trí Cao chức Quản Nguyên Mục Tước Thái Bảo. Năm 1048, Trí Cao lại xưng là Nhân Huệ Hoàng Đế, bị tướng của Thái Tông tên Quách Thịnh Dật đánh chạy sang đất Trung Hoa. Tại đây Trí Cao cầm quân đánh chiếm Ung Châu và 8 châu khác thuộc vùng Quảng Đông, Quảng Tây của nhà Tống. Nhà Tống cũng không dẹp yên được giặc Nùng. Cuối cùng may nhờ dân Đại Lý bắt được Nùng Trí Cao chém đầu, từ đó nhà Tống mới được yên ổn. Vua Lý Thái Tông trị vì được 27 năm, băng hà tại Điện Trường Xuân vào năm Giáp Ngọ 1054, hưởng dương 55 tuổi. Lời tán dương của Lê Tung trong Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận: Thái Tông trí dụng song toàn, đánh đâu được đấy, có đức hiếu hữu, học tập lễ nhạc, dẹp giặc, bình man, cài tịch điền, khuyến Việt nông, thân quan có chuông, hình chế có luật, là một bậc vua giỏi, giữ nền nếp vậy. Về kế sách trị nước, Thái Tông chủ trương dùng pháp trị kết hợp với đức trị. Chính sự kết hợp hài hòa mềm dẻo này mà xã hội thời của Thái Tông được xem là hưng thịnh. Với chủ trương pháp trị, năm 1042, Ngài cho soạn bộ Hình Thư. Đây là bộ luật thành văn đầu tiên mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử lập pháp của Đại Việt. Dù ban hành Hình Thư, nhưng Ngài chủ trương không nặng về hình phạt, mà xem việc cảm hóa với những tội nhẹ, Hình Thư cho lấy tiền chuộc tội. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vào năm Nhâm Thìn, tức năm 1052, vua Lý Thái Tông đã xuống chiếu đúc chuông lớn để trước thềm rồng Long Trì ở Điện Thiên An thuộc Hoàng Thành Thăng Long, cho dân có oan ức không bày tỏ được thì đánh chuông ấy để kêu hoan. Lý Thái Tông là vị vua nhân từ, mỗi khi mất mùa đói kém hoặc khi đánh trận trở về, Ngài đều giảm thuế cho dân. Có thể nói rằng vua Lý Thái Tổ là người có công khai sáng vương triều nhà Lý, nhưng vua Lý Thái Tông là người củng cố nền tảng của triều đại hiển hách này. Dù chỉ trải qua 7 đời vua, nhưng triều Lý đã kéo dài hơn 200 năm, không thua kém gì các triều đại bên Tàu, thậm chí còn hùng mạnh hơn nhà Tống, từ việc binh bị cho đến kinh tế xã hội. Tống sử của Tàu có một đoạn viết rằng, sau khi sang thăm Đại Việt, một sứ giả Tàu đã dâng chiếu thư lên vua nhà Tống, đề nghị nước Tàu nên bắt chước hệ thống binh bị của Đại Việt. Dưới thời vua Lý Thái Tông, nước Đại Việt có hàng loạt tướng lãnh tài ba như Lê Phụng Hiểu, Lý Thường Kiệt, gây khiếp sợ tứ phương, thậm chí vua Lý Thái Tông cũng đích thân cầm quân dẹp loạn và đánh đầu thắng đó. Nhưng công trạng lớn nhất của Ngài là đã mang lại một nền thịnh trị cho nước Việt suốt mấy thập niên nắm giữ ngai vàng. Tấm lòng khoan dung bác ái của vua Lý Thái Tông được lịch sử ghi nhận nhiều hơn là các chiến công lẫy lừng của Ngài. Rất tiếc là Việt Nam không có nhiều minh quân như vua Lý Thái Tông, và bây giờ lại càng hiếm có những văn quan võ tướng tài ba đức độ, chứ đừng nói là có được một minh quân yêu nước thương dân như Ngài. Chính vì thế mà Việt Nam tiếp tục thụt lùi so với các nước láng giềng, thậm chí là còn thua cả Lào và Miên. Không hiểu là mỗi khi đi ngang qua tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội, những người cộng sản có cảm thấy xấu hổ với tiền nhân hay không? Chắc có lẽ là không, vì trong từ điển của Đảng Cộng sản Việt Nam không hề có hai chữ xấu hổ. Sông Việt nơi thương dọc lam lam, ta mang chi trai biển rộng chu du bốn phương giang hồ, bao ngày thỏa chí nam nhi buôn nơi bước chân tang bồng. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Trần Vũ Oanh Bình, sinh năm 1975, thuộc phong trào tuổi trẻ yêu nước, bị bắt ngày 19 tháng 9 năm 2011 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Toàn dân thương nhau.
chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt. Trang nhật báo.